anh chạy lại gần cái máy cối cho này, cái cục gió nó đang bị lộ cái đầu này, anh kéo ra hoàn giống như thế. Huy Huy, để Huy đó, coi TV anh nhìn thấy. Cái quạt đó anh thấy máy cối. Bây giờ là ai đi trước, Trang đi trước đúng không? Từ anh để ra sau đúng không? Mai 28 chị có đi coi không? Mai tối mai chị có đi coi không? Bên quận 7 á. Có vé rồi đi. Hết vé rồi. Rồi, nếu cho mặt đạn không đang hát đạn đang về. Dạ cái trong lúc đi, anh bảo dạ cái đây cái đi.
người.